Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay thêm một cái video nữa anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình có làm cái video anh em, làm cái video về chia sẻ về Winner V3 thay đổi thiết kế anh em ạ. Đấy, vô tình lại đọc được một số cái bình luận của anh em khá là mắc cười. Mình không biết một số anh em này có phải chậu tre không hay sao, chứ mình không có đánh đồng tất cả nha. Mình không có nói anh em tất cả đều là chậu tre, nhưng mà mình thấy một số cái bình luận này mình thấy khá là hài. Đây, ví dụ như là Winner V3 gì ra mắt thì Winner V1 lỗi thời nè, Winner V giờ mấy ông nội đi Winner V1 hết chém gió này kia, nói chung khá là nhiều. Mình thấy đó anh em thấy không, một số cái bình luận vậy đó, mình thấy khá là mắc cười anh em ạ. Còn cái vụ mà nói gì Winner V3 ra mắt mà Winner V1 lỗi thời á, thì quan trọng là Winner V1 mình nó có thời đâu mà lỗi anh em. Quá chuẩn luôn. Nó có thời đâu mà lỗi. Trời trời, Winner V1 vừa ra mắt 2017 hay được 2017 2018 bắt đầu sang 2019 là bắt đầu thành Winner X. Mới được có 2 năm mà đổi thành Winner X. Bây giờ Winner X từ 2019 20 21 được 3 năm, bây giờ 2022 là nó bắt đầu chuẩn bị đổi mẫu hay là đổi kiểu dáng lên Winner V3 nữa. Đây, Winner V1 của mình thì mình đây đã, đây là Winner V1 anh em nè. À, làm gì có thời đâu mà mất. Mà với lại cũng không có quan trọng là cái vấn đề đó nha. Mình thấy anh em một số cái video bình luận thấy kêu thấy nó hơi sai, còn một số bình luận nữa cũng chửi dữ lắm anh em ạ. Mà mình ngại đưa lên nó lại vô văn hóa lại không được anh em ạ. Cần mình thì mình ít khi nào mình đưa mấy cái bậy bạ vô lắm. Có nhiều bình luận còn nói còn ghê lắm kìa. Mấy thằng đi Winner V1 suốt ngày khoe gì ta, cứ khen chiếc xe mình đẹp, xong rồi đến khi Winner V3 ra là tắt điện thì nói chung rất là nhiều. Nói chung là ba tin nhắn, ba cái comment chạy chậu che đó mình cũng chả, bây giờ mình cũng chả quan tâm đó anh em. Đó, ba cái tin nhắn chậu che đó bây giờ mình cũng chả quan tâm nữa. Mình giờ mình cũng sẵn mình cũng nói luôn nha anh em. Thì giờ Winner V3 mà ra mắt đó. Đó, nhiều anh em có thể nói là ok, Winner V1 nó có thể là không còn được ưa chuộng nữa thì chắc chắn rồi, tại vì dòng mới ra thì anh em sẽ phải lựa chọn những dòng mới thôi để mình đi thôi, chứ còn như mình nè thì cái lúc thời đó thì Winner V1 mới ra thì dòng mới thì mình mua mình đi. Thì giờ mình đi đấy, bây giờ thì nó ra đời Winner X, xong chuẩn bị nó ra Winner V3 nữa đó, thì nó phải nâng cấp đời lên thì mình cũng đâu có nói gì đâu. Mình chạy mình vẫn review xe, mình vẫn trải nghiệm, mà mình thì phải vì mình cũng chả có chơi chiếc Winner X đẹp, hoặc là mình chơi Winner X xấu, mình nói chung mình chả có sự so sánh về những chiếc xe. Có nhiều anh em hay so sánh quá. Còn nói về lỗi thời hay không thì chắc chắn nó phải lỗi rồi, tại vì dòng mới ra thì mấy dòng cũ phải lỗi thời thôi. Nhưng mà có nhiều cái bình luận đó anh em cũng nói cũng đúng, ví dụ như 10 năm sau mà anh em mà ra đường mà vẫn thấy anh em chạy chiếc Winner V1 này mà còn mới cứng, hoặc là ô tô có mấy chục có mấy trăm cây hoặc là mấy ngàn cây, thì lúc đó nó lại gọi là hàng hot đúng không anh em? Có thể là hàng hot thôi, mình không nói trước được. Thì giống như là Accenter 2010 đó, ai nói thời đó ai nói là bây giờ nó hot đâu. Bây giờ là bắt đầu nó hot nè, anh em bắt đầu đi tìm những mẫu Accenter 210 để mà đi nè, độ này đó. Thì bây giờ chiếc Winner V1 này mình không nói trước được, mình đang đi chiếc xe này, mình cũng không có phải là mình khen chiếc xe này hay như thế nào đó, nhưng mình có thể 10 năm sau nó lại thành hàng hot sao. Khi mình thấy một số anh em bình luận hơi bị tiêu cực, kể cả Winner V3 ra mắt thì mình cũng rất là hóng anh em ạ. Nó ra được nhiều công nghệ mới thì càng tốt, nhưng mà mình thấy có vài cái bình luận hơi chậu tre trẻ trâu vậy, mình thấy nó cũng hơi bức xúc. Không phải bức xúc thì cũng phải bức xúc, mình cũng chả phải trẻ trâu đâu mà mình phải bức xúc ba cái đồ này. Với lại anh em phải xác định một điều đó, là mình biết sao không, mình đi xe nào cũng như nhau cả. Ví dụ như là mình đang đi V1, mình đi mình thấy anh em Winner X mình thấy bình thường, và mình có coi một số clip mà chính xác từ trong cái những cái video của mình cũng có một số cái comment như vậy, anh em hiểu không? Comment rất là kiểu giống như so sánh mấy thằng đi Winner V1 này kia, có chiếc xe 150 mà bày đặt khoe hoặc là ra đường nẹt nẹt này là màu đấy. Nó trời ơi, nói thiệt chứ, đi 150 có gì đâu để làm màu.
mấy mấy ông mấy bố đi Z1000 CBR này kia, hay mấy mấy bạn phân khối lớn họ còn chưa làm màu thôi, chứ bà mẹ đi mấy chiếc 150 đi làm mua để đi làm đi chơi bình thường thôi, chứ ai đi làm màu. Quá chuẩn luôn. Chiếc xe này nó thẳng vấn đề như vậy anh em hiểu không? Đó. Thấy một số bình luận cũng hơi mắc cười thì mình làm cái video này thôi. Còn nếu mà nói về lối thời thì chắc chắn là phải lối thôi. Lối thời thì xe nào mới ra thì lúc đó thì còn hot. Thì những cái dòng dòng nào mà càng ra sau này thì càng lối thời. Ví dụ như Winner X ra thì Winner V1 thấy hơi lối thời rồi. Thì giờ Winner ra Winner V3 thì thành Winner X hơi lối thời. Đấy vậy thôi. Mà Winner V3 nếu mà nó thay đổi thiết kế hoàn toàn nữa, nó Winner V3 nó hay, nó chỉ có căn chỉnh từ Winner X á thì được. Còn nếu mà nó thay đổi thiết kế hoàn toàn từ giống như từ V1 lên V2 vậy đó, nó mà thay đổi thiết kế hoàn toàn vậy thì nó rất là lỗi thời. Còn nếu mà như Winner X nó chỉ thay đổi hoặc có thêm một số cái option như là công tắc tách động cơ giống như mình nói video từ trước rồi, hoặc là bắt cây thì quá là bình thường anh em ạ. Đó, cũng chả có gì gọi là ghê gớm cả. Nhưng mà mình thấy một số bình luận vậy mình hơi mắc cười thôi. Với lại anh em biết rằng có nhiều bạn cũng thích đi dòng Winner V1. Thì thứ nhất là nó nhỏ, nó gọn. Đó, có lẽ anh em độ kiển nhìn thấy nó đẹp. Còn Winner X mình thấy nhiều bạn độ, phải nhiều anh em độ nhìn đẹp thấy mẹ luôn. Nói chung rất là đẹp. Còn mấy ông vô mua được chiếc xe 150 này kia phải đặt khè khè ra đường nẹt, giống như hồi xưa mình mua chiếc 150 này anh em ạ. À, cũng kiểu lau cá chó vậy đó, con chậu tre vậy đó. Ra đường cũng đứng là xe đèn đỏ hay nẹt nẹt này kia. Nhưng mà thật sự là lúc đó, thời đó mình cũng không có nói chậu tre như bây giờ. Thì chậu tre như bây giờ hả? Bây giờ đâu có chậu tre đâu anh em. Lỡ lộ nha. Bây giờ không có chậu tre, hồi trước có hơi chậu tre thôi. Nhưng mà cũng không nên nói chậu tre như giống như là mấy bạn bây giờ. Mấy bạn này thì mình không phải đánh đồng tất cả anh em. Đó, mình chỉ nói là những cái bạn mà comment cái video của trước của mình đó, mà mình thấy ghét, mình ảnh cái comment đó là anh em ạ. Nói những cái câu rất là kiểu như khó chịu anh em. Đó, thì Winner Vera ra mắt thì ai chẳng hóng đó, đúng không anh em? Hóng để xem nó như thế nào thôi. Nếu mà được thì lên thời, rồi lên đời chứ anh em. Ví dụ như xe nó đẹp mà chức năng này kia, hoặc là nó có nhiều xe mẫu mã đẹp hơn, động cơ bực tinh cân chỉnh đẹp hơn, ngon hơn, mạnh hơn, ok, bán Winner V1 lên Winner V3 đấy, đơn giản. Chả có gì phải ngồi đó so sánh cả. Thích thì mình đi. Còn cơ bản mình có nói nhiều video rồi. Cái mình mua chiếc xe này là để làm gì? Phục vụ nhu cầu đi làm hàng ngày. Với khối động cơ 150 phân khối này, anh em đi làm, đi chơi ra, đi phượt cũng được, mà là gọi là ok rồi, đúng không? Còn nói để làm màu thì mình nghĩ là không có vụ đó đâu. Rồi, đi 150 mà làm màu gì anh em? Khổ quá. Thấy đọc một số cái comment vậy mình thấy mắc cười anh em ạ. Thấy mắc cười thôi chứ không chả có gì. Chứ anh em mà đi chiếc xe nào rồi, giống như mình là mình xác định mình mua một chiếc xe thì mình để đi lâu dài, anh em hiểu không? Giống như mình có điều kiện thì mình lên đời. Đó. Còn mình không có điều kiện á thì mình vẫn đi chiếc này. Đó, để mình làm gì? Để mình đi làm. Đó, phục vụ như cái nhu cầu mình đi làm hàng ngày. Mình đi chơi xa cũng được. Mà với lại đối với mình là mình đi chiếc xe này là cảm thấy nó ok rồi, nó cũng mạnh rồi. 150 mà cái dáng nhỏ gọn vậy thì độ nó cũng ok. Đấy, nó độ nó cũng đẹp. Nói chung là độ là đẹp anh ạ, có tiền đập vô độ là đẹp. Còn giống như không biết có ai hỏng giống mình không, chờ Winner V3 ra mắt không ha. Với lại đợt trước mình có trả lời một cái bình luận mà mình xóa mất tiêu anh em ạ. Có một thanh niên nào đó vô công ngoài comment nói mình là có chiếc xe Winner V1 lỗ này, cứ ăn xong suốt ngày quay hoài. Ủa bây giờ là tôi có xe này thì tôi quay thôi chứ tôi mắc mớ gì? Thì tôi đâu có điều kiện đầu tư để tôi đi review hoặc là quay những xe mẫu xe khác. Với châm ngôn của mình là mình đi chiếc xe này là mình làm gì? Mình làm vlog hàng ngày, mình chia sẻ bảo dưỡng chăm sóc xe. Đó, xong rồi có những thông tin xe mới hoặc là mình biết được thì mình cũng chia sẻ cho anh em cùng bàn luận.
chứ không phải là nhất thiết là để mà mình lên mình khoe này kia. Mình thiệt, nói thiệt với các bạn chứ cái xe này khoe cái gì. Mấy bố cái tẩy cái tợn mình lên làm màu ghê lắm. À, đó là một một số bức xúc anh nhỏ nhỏ anh em ạ. Anh em thấy trong video rồi mình nói có hơi người ta nói chậu tre hay gì đó thì anh em không cảm ha. Với mình đang thấy một số cái comment ở trong cái bình trong cái video trước của mình đó, mình thấy mắc cười đó, mình thấy vui vui thì mình sẵn đây mình làm cái vlog chia sẻ cho anh em luôn đó. Windows V3 giờ Windows V1 có lấy thời không anh em? Theo anh em á, giờ mình hỏi một câu luôn. Giờ Windows V3 ra mắt rồi, Windows V1 có lỗi thời không? Giá vừa rẻ nè, giá cực kỳ rẻ luôn, dễ như rẻ như cho như một chiếc quay, mua như mua một chiếc quay, thiệt. Giờ cứ cầm 20 triệu là ra là có một chiếc Windows V1 cũ mà còn ken luôn, còn bỏ tầm 30 mấy triệu ra là sẽ có được một chiếc Windows X. Còn chuẩn bị Windows V3 ra thì không biết giá bao nhiêu. Nói chung là Windows V3 ra mà cái video trước mình có nói mà nó mà có một số cái option hoặc là cái chức năng ví dụ như là sẽ mất cây hoặc là nút tắt tắt mở động cơ này kia, thay đổi về ngoại hình này kia, nó có thể là đổi giá lên chút nữa, có thể lên 40 mấy 50 triệu cũng có. Đấy. Nhưng mà hiện tại giờ Windows là đang giảm giá anh em nha, giảm giá để có thể là mình thấy có nhiều đại lý nó đang bán hết đi để nó đón mẫu Windows V3 mới về anh em ạ. Ở giữa tháng 12 này hoặc là cuối tháng 12 đó, mình chỉ biết được những thông tin vậy chứ mình không có chắc chắn. Còn nếu mà nó mà ra mắt ở thành phố Hồ Chí Minh anh em ạ, hoặc là thì mình có thể mình tới đó mình có thể mình quay video mình chia sẻ cho anh em, hoặc là mình livestream trực tiếp để cho anh em xem được cái mẫu của Windows V3 mới nó như thế nào. Thì mình cũng đang khá là hóng về cái mẫu mới này để cho anh em tham khảo xem cái chiếc xe nó có hot có đẹp không. Sẵn tiện mình đi quay video để câu view luôn nha anh em. Có nhiều pha thấy mình làm vlog vậy nói mình đi câu view thì ai chẳng muốn câu view, nhưng mà mình nói sự thật, mình đang làm trải nghiệm của một người dùng anh em phải không. Mình thà mình đang đi chiếc xe này thì mình nói Winner, Honda Winner hoặc là Honda Winner X nó cũng chung một kiểu động cơ hết, thì mình có thể nói là những cái lỗi cơ bản của chiếc xe. Ok, mình không có chém gió, mình đang đi với trực tiếp chiếc xe của mình nó có những cái vấn đề như vậy chứ mình không có chém gió anh em hiểu không. Có nhiều pha nói mình chém gió quá cũng hơi buồn anh em ạ. Giờ chắc này là tầm gần tối anh em ạ, gần 6 giờ là 5 rưỡi 6 giờ, gần 5 rưỡi là tầm 5 rưỡi thôi, giờ cũng chuẩn bị hơi tối rồi. Giờ trên đường đi làm về anh em ơi. Rồi ok anh em ơi, thì cái video hôm nay mình chủ yếu là mình lên mình bàn luận với anh em một cái vấn đề như vậy. Chứ còn nói về cái độ lỗi thời hay không thì anh em cũng tự hiểu, tự biết, tự chơi thôi. Xe nào cũng sẽ phải có một thời nào đó, nếu như chiếc Winner V1 này có một thời nào đó thôi. Nhưng mà chưa kịp có thời nó lại thành Winner, nó lại ra bản Winner X rồi. Nhưng một chiếc xe nó phải có xe nó phải có cái niên đại khoảng tầm niên đại thì nó hơi quá anh em ạ. Gì vậy trời, một chiếc một cái xe nó phải có cái tuổi đời ít nhất phải 5 năm nên nó mới thay đổi thiết kế. Mà Windows V1 anh em ạ, mới ra được có 2 năm, 17, 18 tới 2019 là như là cuối năm 2019, chưa tới cuối năm, nó giữa năm 2019 là bắt đầu nó ra mẫu Windows X rồi, là tính ra được có 2 năm rưỡi anh em ạ. Mình cũng nhớ chắc nó cái tầm đó anh em ạ. Đó, nó thay đổi thiết kế rồi xong ra Windows X, nó thay đổi thiết kế liền luôn. Không biết Windows V3 này có thay đổi thiết kế nữa không, nếu mà nó thay đổi thiết kế là trong vòng 5 năm 6 năm nó thay đổi 3 lần nha anh em, từ mẫu 1, mẫu 2 đó, mẫu 3 đó, 3 lần chắc là ưu ái cho Việt Nam quá nhiều. Tại vì sao thấy anh em Việt Nam đi Ad Center trong năm nhiều quá, nó phải ra Windows V3 để mà cạnh tranh. Còn mình thì thấy có nhiều anh em so sánh quá thì mình cũng chả có đi xe, mình ít khi mình so sánh lắm, tại vì cái xe mình đi mình là thấy ok mình nói rồi, không có so sánh vậy đó. Nói chung là so sánh là biết sao không? Là mấy bố đi xe, mấy bố không có chịu bảo dưỡng là xe nhanh hư, xong mấy bố lại nói là do xe của mình Ad hay là Winner nó nhanh hư cái này như hư cái kia, chứ mấy bố mà thử
thay nhớt hoặc là bảo dưỡng đầy đủ thôi, chứ xe của anh có nó có bền không? Nó thẳng luôn, nó bao bền như mình đi nè. Mình là mình khá là chăm về chiếc xe, mình đi khoảng 2.000 cây là mình thay nhớt một lần, là mình thay, mình vệ sinh rất là kỹ, xe nó vẫn bền theo năm tháng vậy thôi. Rồi ok, thì cảm ơn các video, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Thì trong video mình có hơi bức xúc về một số cái comment mình như vậy, thì sẵn tiện làm một cái video vlog chia sẻ cho mọi người luôn. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký, còn nếu thấy dở thì anh em có thể lướt qua không sao. Thì bye bye mọi người nha.